Xin chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại ở kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Đây, từ sáng sớm anh em đã lên đến chỗ nhà em Nhị rồi. Hôm nay lên đến đây thì gặp hai anh em đang xúc đất và đổ đất tiếp vào trong nhà để bắt đầu san nền đấy. Hôm nay thì anh em lên thì đang tính là để xem vật liệu cát sỏi như nào. Chào hai anh em nhé. Vâng. Xúc được nhiều chưa? Sắp đủ chưa? Cũng sắp đủ. À đây, cát đủ hết đây rồi quá. Vâng, qua liên hai xe. À, mấy hôm nay cũng mưa liên tục đúng không ạ? Nhưng mà anh em bên vật liệu thì vẫn cố gắng. Đây, hôm trước lên được một chuyến. Đây là cát chát này. Cát chát này đã che đi rồi. Thì bên này là cát để mình sẽ đủ nền đây. Này, anh em thợ thì anh em cũng có liên lạc cho, nhưng mà bảo phía bên đấy hiện tại đang có đám hiếu nên mấy anh em thợ chưa lên tiếp tục công việc được. Này, lên đây chắc là em sẽ tiến hành lắp cái bộ cửa chính này và cái bộ cửa chỗ bếp kia luôn để mình để đồ đạc các thứ ở trong này cho nó thoải mái. Thế nha, thức ăn đấy nhá, nghỉ nhá. Vâng. Để anh em làm thức ăn. Thời gian làm nhà lái xe rùa quen đấy nhỉ. À nhỉ, đâu vào trong này xem tí. Ở đây đổ sắp đủ rồi đây. Thiếu hai xe. Đổ từ sáng rồi à? Vâng. Đâu, điện đóm thế nào, lắp xong chưa? Chưa xong đâu. Đây, anh Nhị lắp rồi. Phía bên này cũng có điện ở đây. Phát điện sáng trưng rồi. Quạt quay vù vù rồi ạ. Còn thiếu điện chỗ nào nữa không Nhị? Bây giờ còn thiếu hai cái ốp nữa. Ba ốp. Mình phải lắp cả một cái bóng bên ngoài này quá. Vâng. Sắp lắp dịch sang đây một tí. Hoặc là ra tận đây này. Chỗ này mình để làm cái chỗ rửa giấy ấy. Rửa giấy nước, rửa rau các thứ ở đây này. Lắp vào đây một cái bóng. Này vẫn thiếu bóng ấy. À, thiếu mấy cái? Thiếu... Bây giờ mình dùng trong nhà mình phải dùng bóng này thôi. Bóng... Bóng này hôm qua lấy bé quá, không sáng. À, mình đừng dùng cái bóng sợi đốt kia nữa. Bóng sợi đốt này nó ăn điện nhiều lắm. Anh thấy cái bóng em hay dùng là 100W à nhỉ? Bóng 200. 200 à? Ừ. Xong chưa? Còn thiếu chỗ nào nữa cơ? Đây, còn thiếu ở đây. Trong phòng này cũng có rồi quá. Thiếu cái này. À, sáng nay đi thì em điện muộn quá, lúc đấy anh đi dọc đường rồi. Nhưng mà ra chợ mảng còn cái ghen này còn không có bán đâu nhé. Cái này anh em phải mua từ trên nghĩa lộ xuống thôi. Đấy, sáng trưng rồi anh nhỉ. À, hôm qua anh ở nhà thì anh đã làm cho em xong một cái giường với một cái chạm bát rồi. Để hôm nào có xe xuống thì anh cho xe lên xe, gửi xe xuống. Xong rồi sẽ chở từ dưới kia lên bằng xe máy thôi. Ở nhà vẫn còn một cái giường nữa. Còn một cái. Cái thì làm một cái mới cho hai con cún em. Đổ ở đấy đi. Đổ xong rồi phải đầm chặt. Mình cứ chủ động trước để cho anh em thợ làm nó nhanh hơn. Đây ạ, sáng nay em lên cũng mua một ít quà, nhưng mà lúc nãy đường kia trơn quá, bỏ xe ở dưới và nhiều Nhị xuống phi lên cho. Này đây, có mua cho Nhị cả một bộ ổ khóa này. Ổ khóa này để mình khóa cái cửa chính nhé. Tối em hoặc là ban ngày mình đi làm công việc gì không ở nhà thì mình khóa vào. Đấy, ổ khóa to thực tế. Khóa này có 3 chìa. Bình thường em cầm một chìa đi thôi, còn 2 chìa cất đi. Không mình làm mất thì mình còn có chìa khác để phòng. Đây rồi, có ba đứa vừa chơi cùng nhau ở dưới lên đây rồi.
thích nhỉ? Bạn ghiến nhỉ? Bây giờ thì nhớ rồi. Bạn cại này. Con này tên gì? Hả? Đây, sữa đây nha, vào đây. Vào đây. Nào. Em à. Đâu, sữa. Nào, ngồi đây. Cái này về đây uống sữa nào. Dạ, uống nước. Bố thì bận việc. Hai cháu thì khác chơi với nhau thôi. Với lại cu là con An nhỉ? Vâng. An được mấy đứa rồi nhỉ? Hai đứa. À. Hai đứa trai. Cái này cho cại này. Ngon không? Được, bác bóc thằng. Đấy nha, để đây nha. San bên trong này à? Vâng. Tối quá, thường này. Có lắp cái đuôi bóng sẵn rồi nhưng mà chưa có bóng. Cái hố này em để lại nhá. Hố đấy để mình lắp cái bề sổm ấy. Đất ở trên này hầu như toàn là đất đỏ ấy nhỉ? Đất đỏ. Cái này mà mình sang thì mà mình chưa lượm mái này được thì mưa xuống thì nó nhão. Nhão lắm. Dính lắm nhá, đất này. Dính dày, dính dép các thứ. Mà mình kể cả mình đầm này cũng không đầm được. Được cái mái thì thoải mái làm bên trong này. Yên tâm. Xong mình sẽ nấu một cái vòi để tắm ở trong này luôn nhỉ. Tắm giặt các thứ. Còn mình dùng nước nấu ăn thì mình dùng ở cái ngoài kia rồi. Kể cả trong này lúc mưa không tiện ra ngoài thì vẫn lấy nước dùng trong này thoải mái. Quả đầm của anh nhìn chất phết đây. Còn bọc cái bao tải vào cho nó đỡ dính đất. Cái này mà mình có thời gian mình đúc được một cái tảng bằng bê tông cơ. Xong mình chôn luôn cái gỗ vào đấy. Nó chắc hơn. Với lại nó được nặng hơn đấy. Nặng hơn. Anh Hỷ thiết kế chất phết đấy. Trong kia đầm xong rồi quá. Xong. Như ra đây anh nhờ cái này tí. Anh em mình bê ba cái cửa kia, nhờ cả ông em kia đó. Về treo vào cái khuôn này phát. Xong rồi để anh lắp khóa. Ba cái cửa chính này. Đi. Tí nữa đi xong. Cái này là cái long đen này. Long đen ở cái bản lề. Em phải tháo ra không lúc mình vận chuyển nó rơi đi mất. Thì cái trên kia sẽ cho xong. Đi, đi, đi khiêng cánh cửa về đây. Mỗi người cánh luôn. Đấy, cái cánh này này. Còn ba cánh này để sau. Nhét từ dưới. Đấy. Nặng không? Anh đấy cho sang bên bếp nhá. Cánh này à? Phải ba người mới vào được. Mình chú không vào được đâu. Định nguồn mình lắp cả. Cánh đấy dựa tạm vào đây đây em ạ. Nào, xem nào. Vào chưa? Được đấy. Tiếp cánh này luôn nhé. Phải đi chỉnh sau. Rồi, vào rồi đấy. Rồi. Ok.
Rồi, đi treo nốt cánh kia tí chỉnh là xong. Hôm qua ở đây có mưa không? Có đấy, nhưng mà mưa to phết đấy. Ừ, ở trên anh mưa suốt, mưa từ lúc 8 giờ tối qua đến tận khuya ấy. Nhị suốt từ hôm nọ đã ngủ đây chưa? Em chưa ngủ. Chưa ngủ lần nào à? Thế là chưa xong. Với cả hai đứa là ngủ dưới kia hết à? Vâng. Thế từ hồi vợ mất có nằm mơ đến vợ không? Nghe thấy. Cứ lấy cái xúc xúc chỗ này đi cho anh. Có bao giờ nằm mơ không? Chưa nghe thấy. Thế chắc vợ vẫn luôn ở bên cạnh rồi. Thôi chịu khó chăm con. Thế suốt từ hôm nọ vẫn chưa cho con gội đầu cả? Có. À, cho gội rồi gì? Có. Tưởng là vẫn kiêng chưa cho gội hôm anh đã bảo rồi. Có các bác ở dưới cũng quan tâm, có gọi điện lên đến bảo là nhắc em là cho con gội đầu, không khoảng một tháng không được gội thì lại ốm ra đấy. Xong rồi ngứa đầu với lại cháy các thứ. Như người lớn mình cũng thế mà, cứ một hai ngày không được gội là ngứa đâu rồi. Đấy, được rồi đấy, thử xem lại. Rồi, ok rồi. Đấy, anh em cứ làm nốt cái nền kia đi, xong thì anh lắp khóa này xong. Ừ, sẽ tiến hành lắp khóa luôn. Cái này hàn này. Hàn. Ờ, cái này là anh lắp khóa này, anh sẽ khoan. Khoan chốt xiên và bên ngoài mình sẽ xiên bằng cái này đây. Xiên gọi là chốt ngang đây. Có người gọi là bộ khóa chùy, xong rồi mình sẽ móc khóa vào đây. Đây anh sẽ lấy tim ở đây xong rồi mình lắp khóa ở đây luôn. Tim của cái đố cửa ấy. Vừa con xong cánh bên trái thì anh Nhị lại đi chạy vòng từ bên kia vào đây để giữ cánh bên phải. Thế mà chẳng mở cái cánh này ra là sao vào được. Hôm nay anh em mới phát hiện ra là anh Nhị có nhà mới nhưng mà nhà mới chưa có cửa nên chưa dám ngủ. Tưởng anh Nhị thế nào chứ bảo đi rừng buổi tối thì đi tốt lắm. Thế hôm nay có cửa có ngủ đây luôn không? Yên tâm, tối anh cho cái ổ khóa bên trong này là ngủ tới sáng luôn, không phải lo lắng gì cả. Đây, sau khi khoan cái mũi to để khoan xiên xong thì cái phần ổ khóa nó ở bên dưới nó có cái chốt đây. Xong vào đây là cái chốt dưới nó sẽ chốt lại để ở người bên ngoài thì nó không bị xoay. Anh Nhị xem hiểu không? Hiểu. À. Thì không bị xoay thì họ mới không tháo được cái chốt khóa cửa mình. Bên dưới thì khoan bằng cái mũi bé hơn. Cái này là cái bộ hộp mũi khoan của bác Hoành Dương gửi từ bên Mỹ sang ấy. Những khoan này rất là tiện dụng này. Đầu nào nó cũng có cái chuôi lục giác này, mình lắp vào cái máy này là cực vừa luôn. Đơn giản nữa mà Nhị. Sắp xong rồi đấy. Vặn cái chốt này nữa là xong rồi. Nhị khi nào rảnh rảnh thì lên anh nói anh làm đến công việc cơ khí này này. Lên anh học làm được mà. Đấy. Vặn tiếp bên kia nữa là xong rồi. Đây nhá, Nhị nhá. Lúc nào đi đâu thì mình như thế này thôi. Chốt cái này chốt ngang sang. Em thích chốt bên nào cũng được, bên này sang cũng được. Đấy. Ok. Bên kia thì nó hợp lý hơn bên này này. Trái và phải. Xong rồi dùng chìa này ngoắc.
cái chiêng này là chìa bấm đấy. Lúc mình đi đâu mình mới cần dùng đến, à, mình về mình mở thì mới cần dùng đến thôi. Đây nha, em cầm chìa nha. Đấy, như này là bấm vào rất là tiện đấy. Này đi kiếm ăn thoải mái rồi. Cứ khóa vào là yên tâm. Bên trong cũng thế nha. Bên trong thì em bình thường em ở trong nhà em chỉ cần chốt ngang vào, cứ chốt như này vào là ở ngoài không mở được đâu. Nếu mà mình cẩn thận thì mình cứ móc cái cổ khóa vào như này là tối yên tâm mà ngủ. Cái này cài để đây luôn nhé, bán ra lại cho chúng ấy. Rồi anh lắp thì bên cánh bên bếp này thì em sẽ lắp chốt bên trong, khi nào gia đình đi đâu thì đóng chốt cái cửa này trước xong rồi sẽ ra khóa cái cửa chính kia ở bên ngoài này. Lắp xong chốt rồi, giờ sẽ lắp luôn cái tay cầm, tay cầm kéo cửa đấy. Rồi, ok, đã xong. Nên là toàn bộ cái cánh cửa bên ngoài thì đã xong rồi. Còn cái phần cánh cửa ở trong phòng thì để đợi anh em thợ xây xong đã. Đây, bên trong chỉ cần đóng vào và chốt là xong. Rồi. Toàn bộ hai bộ cửa này, bộ chính và bộ cửa bếp kia thì em cứ lắp xong trước rồi. Xong hoàn chỉnh thì hôm nào thợ xây thì chỉ cần nhấc cánh ra để chát là được luôn. Hôm nay cứ lắp vào trước xong rồi để tối em ấy khóa được để đồ trong này đã. Giờ sẽ lên trên này xem anh Nhị nấu cơm. Cái phần bếp thì hai anh em đổ đất với lại đã đầm xong rồi các bạn. Chiều nay thì xem nào, anh Nhị đang lo là mưa thì trời ẩm ù lắm. Nấu cơm à anh Nhị? Nước hôm nay chảy ít thế nhỉ? Này nó mắc rác kim. À, mắc rác à? Cái chỗ kia mình đổ đất với đầm xong rồi đúng không? Vâng. Thì chiều anh em mình sẽ ra đằng sau nhà kia, chọn một chỗ nào đẹp nhất xong rồi để mình đào làm một cái nền và phẳng phẳng đi. Xong rồi đổ bê tông. Anh em mình sẽ đổ bê tông luôn. 3-4 anh em mình đổ. Đổ khoảng độ 2m² ấy để mình đặt cái tách nước ở đấy. Đặt ngang quá. Đặt ngang quá hay là đặt đứng? Tách này tách đứng mình phải đặt đứng chứ. Ta phải đặt ngang được. Tách đứng thì nó áp lực nước nó đẩy khỏe hơn. Thì cả ra mình lấy cái tách nằm cũng được. Vì ở trên này mình có cái quả đồi kia nó cao, mình đặt trên đấy nó có độ dốc thoải mái. Lại mưa xuống rồi. Chắc phải chuyển bếp ra chỗ nào đó quá nhỉ? Lại mưa xuống rồi nhỉ? Ở đây cứ thế thôi mà. Cứ sáng hừng hừng nắng, tí chiều lại mưa. Tí chắc phải chuyển bếp ra chỗ khác thôi quá. Tí làm thôi. Tí lấy cái gì chê? Đây xi măng ở đây thì vẫn còn, anh em tính là vừa đủ này. May mà vẫn còn dư mấy tấm blue che cũng yên tâm rồi, không sợ bị ướt để bị cứng xi nữa. Thì lấy cái gì che chỗ này à? Thế này nước đóng vũng hẳn trên này thế này, tí mà làm dầm phát xuống thì khỏi ăn luôn. Mưa này tí khó nhóm bếp lắm. Xong cứ xong cái nhà bếp mình được mấy hôm là tha hồ đun ở trong đấy mà. Nhưng mà trước khi thợ lên thì mình phải cho thợ làm luôn cái hẻm cửa hết đi. Xong rồi và phải làm luôn cái máng chỗ bếp ấy, chỗ ống khói đấy. Không mưa xuống nó rụt hết. Không thì bây giờ mưa to xuống là nó rột xuống hết xuống chỗ đấy chứ có máng đón mà. Cái máng đấy là anh em thợ bảo là sẽ khoan dâu đỡ gạch xong rồi gạch sẽ xây vào thành một cái máng đón như kiểu máng bê tông đấy. Mà nó cũng bằng gạch vữa như thế mà. Mình cứ xây làm được bằng gạch là nó bền lâu nhất. Thật ra tí lại đổ xuống. Ôi đấy. Bảo rồi.
Thế là lại ướt hết bếp rồi. Ôi dồi. Cứ lên đến bản là thấy mưa là anh em chỉ lo là chiều về kiểu gì thôi. Đi bộ xuống thì đi được, nhưng mà còn hẳn một chặng đường dài nữa về mới về đến nhà chứ. Không có xe là chịu. Ui, nó đổ vào cái bóng kia cháy không? Anh thấy khói lên đấy. Nóng. Ôi dạ. Cái này anh nhị đéo cái gì đây? Cái đuốc cả. À. Cái đuốc cả sới cơm mới đúng không? Cái đũa này chắc cũng phải được chục năm rồi quá, đen xì đấy. Trên anh ngày xưa thôi, hồi anh còn bé bé cũng hay dùng đến cái đũa cả bằng gỗ này. Bây giờ trên thì hay dùng nồi cơm điện rồi, dùng một cái muôi. Dùng cái muôi sới thôi. Cái này cho vào bảo tàng được đấy. May quá anh, trời lại tạnh rồi nhỉ. Đấy, nồi cơm bắt đầu sôi đấy. Thế bây giờ mình làm vụ lúa khi xong thì mình có làm tiếp vụ nữa không? Ở trên này. Ruộng ạ? Ừ. Vụ này em không có thời gian, có hai đứa nhỏ không làm được. À. Thế chắc cho... ở trên này cũng hay làm một vụ được quá. Một năm. Không thì làm vẫn làm hai vụ được. À. Một vụ được 5-6 bao thóc. Hôm nọ sắp khô đi được cái à? 6 bao nhỉ? Được 5 bao rưỡi. À. Bởi vì nó xanh nhiều quá. Ừ. Với lại nó không mẩy hết đâu. Thấy lúa của em không chăm được à? Bây giờ thấy mình chưa làm ruộng thì mình làm cái gì? Đỉnh đi phát cỏ quý. À. Giờ lại đến còn... thời gian phát cỏ rồi đúng không? Vâng. Cũng rậm lắm rồi. Ừ. Dậm chắc ở đấy chơi trốn tìm không thấy nhau ấy. Máy cũng hỏng. Ờ, máy từ hồi đấy sửa được chưa? Lâu thì nổm được một lần xong phát xong lúc nó lại tắt. À. Máy đấy cũng thấy cũng già lắm rồi, yếu rồi. Bình thường ở trên này anh thấy có đúng một quán nhỉ, trên bản mình ấy. Có một quán thôi. Ờ. Ở đấy có bán thức ăn không? Có. Nhưng mà ngày mưa gió các thứ thì họ không có thức ăn thì mình lấy gì về ăn? Đi phải đi xuống dưới kia mua. À, mưa cũng xuống à? Vâng. Trừ ra lúa to là không đi được. À, cầu ơi, cái suối đấy không? Vâng. Anh nhị luộc thịt cho cả súp với lại mì chín rồi luôn à? Vâng. Thế bình thường mình mà không đi xuống dưới được thì kiếm rau rừng có không? Có. Lắm lúc không có tiền lấy ấy. Ừ. Đúng rồi, đi chợ là một chuyện nhưng mà tiền còn là một chuyện quan trọng hơn nữa. Lúc không có thì nhặt rau xanh. À. Cái chỗ đất gần đây cũng của nhà em ấy chứ nhỉ? Vâng. Cái chỗ cây tre hay cây bương gì đấy. Cái này là cái gọi là cái tre ngọt. Cây tre ngọt à? Vâng. Ở cái măng nó ngọt đấy nhỉ? Vâng. Cái măng này là bóc về xong mình nấu ăn luôn. Nó không hề. Ừ, anh biết rồi. Anh đi bản của anh em người Mông cũng có. Em trồng được lâu chưa? Em trồng được năm nay 2 năm. Em như năm này. Chà. Tôi hoa nhỉ? Con đòi gì đấy? Nó bảo đòi nghịch nước. Nồi thịt kia sắp chín rồi. Ừ. Anh nhị là sang đây làm thịt cá thôi. Hôm nay anh em có mua từ dưới lên.
Dao này đáng tiền mua phết. Sắc lắm. Dao mới mua à? Vâng. À đúng rồi, hôm nay anh Thảo nào thấy có con dao dùng khem mới thế. Bao nhiêu tiền đấy? 45.000. Mua ở trong chợ ở mảng đấy. Em mua ở dưới này. Cái dao này dao ông son. Mấy hôm anh thấy em có dao dùng đâu mà nhỉ? Có mấy con kia cùn hết rồi. Cùn này mài quá, đám mài kia thầy, đúng không? Nhưng mà mình sử dụng lâu quá rồi nó mòn hết thì cũng không sắc đâu. Giờ còn món này nữa là xong không? Được. Cái này là đạo là nát hết. Vẫn là cái chảo đi mượn à? Vâng. Nào phải sắm đến một cái chảo ấy, một cái thớt nhỉ. Dao thì anh Nhị vừa sắm con dao đây, 45.000 rồi. Còn cái thớt thì còn đúng hơn mảnh. Thớt này trước em đi trên rừng già xong. Cái này là cây non. À. Kiếm được cái cây nào nó già già cơ. Cắt lòng cái thớt nó mới được lâu. Ông này mà múc được cái ao ở trên này mà nuôi cá thì tuyệt vời đấy. Còn anh cũng làm một nhà thì làm cái ao ở đấy xong nuôi cá là cái nước này nó thích hợp hết. Cá lớn nhanh. Này ở đây nó đất sạch. Nó không bị ô nhiễm như ở bên chỗ ở anh. Hôm nay bữa trưa lại đang mưa nên ở trên lán kia mưa dột quá. Anh em chuyển xuống đây ăn. Hôm nay bữa cơm đầu tiên đấy nhỉ? Vâng. Hôm nay đầu tiên. Cái đi đâu ấy? Về kia gọi con về ăn cơm. Về ăn cơm. Đây cún này cứ tự ăn rồi đây. Ghiếm này. Cần đòi ăn bằng đũa đấy cơ. Thôi nhỉ, mời anh em đi. Đói tiền. Mời anh em cơm đi. Vâng. Khá muộn đấy. 1 giờ kém rồi, đây 12 giờ 50 các bạn. Nghỉ nấu cơm ngon phết đấy. Mời anh em ăn cơm. Mời anh em bên nhìn. Bây giờ anh em vừa ăn cơm xong thì đợi một lúc thấy tạnh mưa anh tiến hành làm luôn thôi, không nghỉ nữa. Cái anh Nhị chạy xuống dưới lấy máy phát lên gì đấy nhỉ? Phát chỗ kia để lắp tét. À phát chỗ để lắp tét là để giờ tiến hành sẽ làm cái chỗ để đổ bê tông để lắp cái tét nước này để đo cái xem nó rộng bao nhiêu đã. Dài rộng con này là 1 mét, đường kính 1 mét thì mình sẽ làm một cái nền khoảng độ 1,2 m. Mình láng hết nền đi xong rồi mình đặt cái tét này trên đấy để sau này mình cho nước vào đầy nó không bị lún. Cái này là tét 1,2 nghìn à, chắc là cái này ở đây rồi, 1,000 lít thì nó tương đương với 1 tấn đi lên trên đấy, chắc lên xem cái chỗ nào thích hợp nhất để đặt vào đấy đã. Nhưng phải tính cái độ cao thật cao để nó dốc thì nước nó mới đẩy mạnh. Đi bên này. Từ đầu em tính định để cái chỗ tả ly này nhưng mà sợ sau này nó toàn đất đỏ mà sợ nó sạt rơi lộn bố cái tét xuống này này. Phí. Mình phải để chỗ nào thật là cố định. Lắp chỗ này này. Trên này á? Đây là Nhị bảo lắp trên này. Có ong không đây? Không biết được. Vẫn là cái máy hôm nọ à? Máy này khó nổ lắm quá. Đấy, lên rồi đấy. Cắt xem nào. Cẩn thận khe mong nhá. Khói thế.
nhiên bị sao đây nhỉ? Có cái gì trong đấy à? Máy này già quá rồi. Cũ lắm rồi. Phát cỏ toàn mắc vào cái lưỡi ấy. Con không quay nổi. Không quay nổi anh cứ kệ è thôi. Ngày mai mang đi phát thì làm sao phát được. Phát nhiều lắm chứ nhỉ. Ừ. Máy này được bao nhiêu lâu rồi? Máy này em... Máy này ạ. Được 1 năm. À. Mới được 1 năm thôi. Phát lúc tí nó cắt từ tắt máy. Nhưng mà để test tiếp trên này liệu nước có cho lên được đây được không đây? Có. Tí nước lại không chảy lên được thì... Chảy lên được. Vào hòa đấy. Kéo theo chỗ kia. Ừ. Này... Máy Trung Quốc. Phát toàn ọ ẹp. Hỏng rồi. Không nên. Cũng phát được khá khá rồi nhỉ. Này chắc phải dùng dao phát. À. Về lấy đi. Đi xuống lấy đi. Xong lấy cả cuốc cái sẻng lên để mình đào nền luôn nhá. Máy thì phát không được. Hỏng rồi. Này chắc phải dùng dao cho nó tớt hơn. Dùng dao nhanh hơn à? Được rồi, không phải rộng quá đâu. Mình làm vuông 1m2 thôi mà. Cái kia, cái tách đường kính của nó là 1m, nhưng mà chân nó cũng như thế. Xong rồi mình chỉ cần làm tầm 1m2 là được. 2m3 thì. Chỗ này mà dẫn được nước vào thì nó phóng thì thoải mái rồi. Chỗ này như vậy. Được chỗ này. Cắt vuông chỗ này. Chiều rộng này thì được rồi nhỉ. Ui đến đây rộng quá rồi, 1m8 rồi đây này. Mình chỉ cần cho vào đây nữa thôi. Chiều này thì mới được 90 thôi. Phải vào đến tận đây mới được. Anh nhìn thấy ở trên này có hòn đá to nhỉ. Đây. Hòn đá này có lâu chưa anh chị? Hòn đá này chắc từ cái lúc nhỏ. À. Đừng bảo là chú lên trốn ở trên cái hòn đá này trốn học đấy nhé. Đúng không? Phải hòn đá này không? Không phải đâu. Nhìn ghê nhỉ. Nhìn nó như kiểu một cái mái đua ra ấy. Như kiểu trước cây kia nấm. Họ toàn mang gà lên đây nuôi này. À. Sở dịch đây. Ừ. Xong rồi có cả cây quế trồng ở trên cái hòn đá kia đấy cơ. Này nhà ở dưới sợ nó lăn xuống lắm nhỉ. Không, nó đá nó liền hết khu à kia. Trên này hẳn một khu đá luôn à? Vâng. Cái chú bên trên này làm được cái lán đấy. À, nó phẳng đúng không? Vâng. Đấy, tầm này là vừa đấy, khá rộng đấy. Ý định em muốn để cái tách ở dưới này thì tí cơ. Xuống dưới này. Cách xuống đây tầm 5 mét thôi, nhưng mà lại là đất của người ta thôi, không phải đất của anh Nhị. Phía trên này lại là đất của bố nhỉ. Của bố anh Nhị thì còn làm được. Còn chỗ tả ly kia thì không được, sợ nó sạt lắm. Nên hẳn chỗ này là yên tâm này. Hẳn 1 tấn ở đây cơ mà. Đấy, ok rồi đấy nhỉ. Này là tuyệt vời rồi. Làm nó phẳng phẳng một tí. Đây, có vữa rồi. Đi đường vòng cơ à? Ừ. Đảo nửa bao quá. Nửa bao đấy. À thì cầm cái bay lên luôn. Cái bàn xoa. Chưa có cái gì để xoa này. Đây là chuyến thứ hai các bạn. Có thêm ông em này lên hộ à? Vừa thấy phi xe máy đi qua đúng không? Đúng rồi. Thì rủ vào đây luôn nhỉ.
nguyện. Còn không đấy? Còn chắc một chiến nữa đấy. Đừng bảo hết rồi nhá, chưa đủ đấy. Cái này anh em có đủ cái chỗ để tech này y hệt như kiểu chỗ nhà em sâu vừa mới làm xong đấy. Với lại nhà chư trước anh em từng làm. Bao giờ lắp tech thì anh em cũng phải đổ một cái nền bằng xi thật chắc chắn. Đi lấy đi. Có chuyến này là hết rồi. Nhiều. Đo xem. Nhiều. À hay là mà xuống pha thêm một tí nữa nó nốt cái kia đi. Chắc sợ không đủ. Đấy, ổn rồi đấy. Ra đây từ 1m4 rồi này. 1m4 bên này là 1m3. Được rồi. Thì trong lòng chân nó có 1m thôi. Về phần ngôi nhà thì cũng đang vào hoàn thiện rồi. Sắp xong hoàn chỉnh rồi. Anh em team cũng đang có dự định và tính toán sẽ giúp đỡ gia đình em Nhị. Ba bố con em Nhị là có một cái gì đấy để phát triển một chút kinh tế. Như mấy hôm trước thì anh em cũng có thấy các bác có bình luận góp ý là có thể là sẽ mua lại cái đồi quế trước đây em Nhị phải bán đi để tiền chữa trị cho em Mụi đấy. Nhưng mà xét thấy thì cũng không được khả quan cho lắm. Thì anh em có đi hỏi những chủ quế đấy thì vì họ cũng mới mua thôi mà chưa xác định là muốn bán. Với lại nó cũng phụ thuộc nhiều cái nữa cơ. Nên anh em sẽ tính toán giúp đỡ em ấy vào một cái công việc khác. Với lại anh em cũng đã từng đi lên đến chỗ đồi quế của Nhị rồi nhỉ. Thì Nhị cũng có hai mảnh cũng khá rộng. Nhưng mà chẳng qua là chưa đi phát được thôi. Thì đang tính mai đi phát à? Vâng. À, mai chắc thợ vẫn chưa lên đâu. Thợ xây. Vì đang bận đám hiếu. Sáng nay em có nói. Thì em đang làm đến đấy thì bận. Đi phát thì cứ đi phát đi. Đấy, như này là xong rồi đấy. Xong thì để nó khô cứng hẳn thì hôm nào xong phần bếp với lại có phần chỗ rửa thì anh em sẽ lắp đặt cái tét nước và dẫn nước về đây sau. Thế nhá, chắc là anh cũng xin phép đi về đây. Tối cứ khóa cửa ngủ trong thoải mái nhé. Và video tới đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị và bạn trong cái phim tiếp theo. Dấn tiêu à? Dấn tiêu. Anh em dấn tiêu đây. Dấn tiêu ồ.